Chào mừng các bạn đã đến với sologame.net và đây là bản tin game 360, nơi những thông tin nóng hổi nhất về làng game trong nước và quốc tế liên tục được cập nhật. Sau đây, hãy cùng đến với những nội dung chi tiết. Có vẻ như thị trường console trong thời gian tới sẽ hết sức sôi động khi cả Google cũng có khả năng bước chân vào thị trường này với hệ máy chạy trên nền tảng Android của mình. Nhiều nguồn tin cho rằng đây sẽ là sản phẩm thay thế cho Nexus Q, phương tiện truyền hình ảnh và âm thanh từ Google Play được giới thiệu từ năm ngoái nhưng chưa bao giờ tới tay người tiêu dùng. Trong thời gian gần đây, Ouya và Nvidia Shield là hai cái tên nổi bật khác xuất hiện trong cuộc đua console Android này. Đây sẽ là một bước tiến quan trọng để Android cạnh tranh với thư viện game độc quyền khổng lồ của iOS. Tuy nhiên, người ta đặt ra câu hỏi rằng hệ máy này sẽ dành cho ai? Tablet và smartphone đã là quá đủ để trải nghiệm các tựa game Android, còn TV HD là chỗ để dành cho đồ họa next gen đỉnh cao của PS4, Xbox One hay thậm chí là một chiếc PC. Một quan chức của Xbox có tên là Albert Pennello cho hay, so sánh cấu hình giữa PS4 và Xbox One là vô nghĩa. Tất nhiên là ai cũng biết rằng trên lý thuyết, Xbox One sẽ có phần thua kém trong sức mạnh phần cứng khi chỉ sở hữu 8GB DDR3 so với 8GB GDDR5 của PlayStation. Nhưng theo Albert, tất cả người tiêu dùng chỉ quan tâm đến những trải nghiệm game hấp dẫn và những trải nghiệm đó trên Xbox One sẽ ngang bằng và thậm chí là dẫn đầu thị trường. Suy cho cùng, lời nói của Albert tuy một phần là để phủ nhận sự thất bại trong cuộc đua cấu hình, nhưng cũng rất hợp lý. Khi bạn thưởng thức những tựa game độc quyền như Infamous Second Son hay Forza 5 sẽ chẳng có thước đo nào để so sánh giữa hai hệ máy cả. Hơn nữa, các tựa game đa nền cũng sẽ được nhà phát triển tinh chỉnh để tối đa hóa hiệu năng của hai hệ máy. Sẽ không có ai đặt hai chiếc TV HD cạnh nhau chỉ để xem ánh sáng hay quần áo nhân vật của hệ máy nào chi tiết hơn. Vẫn là thông tin liên quan đến cuộc chiến console. Chắc hẳn bạn vẫn còn nhớ tiếng hò reo vui mừng của khán giả khi PS4 chỉ được bán với giá $400, rẻ hơn rất nhiều so với Xbox One. Thế nhưng để có được lợi thế này, Sony đã phải hủy bỏ kế hoạch bao gồm PlayStation Eye với mỗi hệ máy PS4 chỉ một tháng trước khi E3 bắt đầu. Điều này sẽ làm cho việc phát triển game hay ứng dụng hỗ trợ PlayStation Eye bị gián đoạn khi chưa biết người tiêu dùng có định mua bổ sung hay không. Ngoài ra, tính năng bắt chuyển động của chiếc DualShock 4 controller bằng đèn LED cũng bị vô hiệu hóa. Trong khi đó, Xbox One sẽ đi kèm và thậm chí là chỉ hoạt động nếu có Kinect. Saints Row 4 đã bị cấm tại Australia. Theo đó, ngay cả với thang đánh giá 18+, tựa game này vẫn không thể được bày bán. Ban kiểm duyệt đã dành tặng cho nhà phát triển Volition hai chữ R và C, viết tắt của Refuse Classification với lý do như sau. Saints Row 4 chứa đựng nhiều trường đoạn tương tác mô tả, thứ mà tôi xin được đọc bằng tiếng Anh là Sexual Violence. Ngoài ra, game còn có xu hướng tưởng thường cho các hành động bất hợp pháp như là sử dụng ma túy, phá hoại của công, v.v. Nhà phát hành Deep Silver có thể kháng cáo, nhưng hy vọng là không cao, bởi vì ai cũng biết rằng đó là những gì hấp dẫn nhất của Saints Row. Nếu như cắt bỏ hoặc chỉnh sửa thì không hiểu các fan hâm mộ sẽ còn lại gì. Có thể game sẽ được đổi tên thành Saints Row vì một tương lai tươi đẹp hay Saints Row một thế giới không có bạo lực, vân vân và vân vân. Và đó là tất cả những thông tin trong game 360 tuần này. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.